Hôm nay sao khỏe thế nhở? Sao đi từ sáng đến giờ đó? Đâu thấy chưa? Có đẹp đúng rồi, đúng hai không? Mẹ con mình nha, nhìn rất là thơ đấy, không phải là đi đâu cũng gặp được cái đường này đâu, ở trên là cái dàn mướt dàn bí rồi. Đợi con tí, đợi con tí đây hả? Đây chị ơi, đây kiểu này đấy nhá. Đây. Ơi chị xuống. Rồi chụp tấm hình. Vào đi. Rồi chị vào ra. Chị xuống đi em chụp cho. Đây. Đâu đi, sao đi tiếp. Sao ơi. Sao ở đây à? Ở thì con đi sắp đến rồi. Đây này, cái nhà ở đây rồi này. Xuống này kìa, xuống này chơi đi. Nhanh. Xuống này con không vào. Nhanh xuống đây tí nữa mẹ lại sao. Đâu nhỉ? À đây rồi nè, đây rồi nè. À đây rồi. Nhìn đường con nha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ cả đoàn cháu đến đây trải nghiệm làm bánh nha. Cái đấy là gì ta? À làm à? À làm bỏng gạo à? Đây mấy đứa mở cái dậu slow motion qua bên đây quay té sụp. Đúng rồi, slow motion kìa đấy. Bác chuyên nghiệp chưa? Slow motion. À đấy chưa? Ngồi thấp xuống slow motion nha. Từ từ. Tưởng cơ lỗ ha đây. Ô. Quá. Sao ấy vào đây. Đẹp á. Ôi đẹp quá nè. Đây. Béo lắm. Ngon béo lắm. Không béo cái gì. Đẹp quá. Very ngon. Quay đẹp á. Mình lấy cơm á, mình lấy một nắm giúp khác ở nước ngoài.
mình đừng có dọc trong đây, cớm này là cớm mình ăn đó, đừng có dọc, đừng có dọc. Rất là tội nha. Rồi mình lấy cho mình ăn thôi chứ đừng cho tay vào đây bốc, à đừng cho tay vào đây mình vậy. Đúng rồi. Ra ngoài mình ăn từ từ. Đúng rồi. Làm đổ. Đó, không quay được cái cảnh nổi thôi. Nóng khó, có không? Ê, quay nổ thì không quay được mà chỉ quay được cái đoạn là đạn nổ thôi. À. Không, không ạ. Vâng, à đoạn thì ngay nó quay được nổ không ta? Bây giờ được nổ không? À, đàn mình quay được nổ không? À, à, à. Ôi, đây nổ nè. Nổ bóng gạo. Vừa nổ xong để làm cái này nè, đúng không? Không. Cái nổ là làm này. Đây mình cuốn nó hành khách dưới này đây. Bây giờ đến giờ đi ăn. Đây là cái gạo mình vừa làm xong đây nha. À. Mở cái bánh này ra xem nào ta. Đúng rồi, đi phải trải nghiệm các con nha, các con có cơ hội thì phải trải nghiệm, bởi vì là chỉ có trải nghiệm mình mới có chất liệu cho cuộc sống của mình sau này thôi nha. Đây bánh lá mít nè. Đó bên trong nó có bột, nó giống như bột lọc ấy nhỉ. Đây lấy cái bánh ra ăn liếm đúng không? Đây. Quận, quận các bạn. Ê, chị Vi ơi. Chị Vi, đây nhìn này.